khu vực đường Phan Bội Châu. Thì theo cảm nhận của quốc tịnh thì nó đang làm như nó muốn nhiễu hột thôi quý vị. Nếu mà nhiễu hột thì hết vui nha. Đây là khúc đường Phan Bội Châu đi ra chỗ chùa Tịnh Độ rồi nè. Bây giờ bà con đứng theo những cái rất là đông. Nhiều hột quý vị ơi. Ôi, đèn giờ đẹp dữ ta. Đèn tốt chưa? Này nhiêu một cây? 40 ngàn. Đẹp nha, đèn giờ đẹp quá đẹp. Đâu bé này, đèn của bé này đẹp không? Ồ, đẹp quá trời. Đèn đẹp quá, đẹp rồi. Vậy Tết Trung Thu này mình đi chơi vậy là cảm giác vui không con? Thích không? Vui không? Vui à. Vui nha. Kẹo kéo, kẹo chị, bò bí ngọt, đặc biệt thơm ngon đây quá. Kẹo kéo, kẹo chị. Khu vực này người ta đang chuẩn bị kẹo chị đang chuẩn bị coi qua đăng phải không? Chút nữa là người ta thả qua đăng dưới này nha quý vị. Kẹo chị đèn đẹp quá vậy ta. Đứng gần với nó cái bị phải có người lớn rồi. Rồi. Đó, đi chơi Tết Trung Thu vui không? Vui hả? Con ở xã nào biết không? Con ở phường nào hay là xã nào? Lê Dung. Ừ. Trong Thịnh mượn cái đèn nó đi được không? Đó. Xã Hòa Thành, huyện Lê Dung hả? Dạ. Vậy là Tân Dương rồi đó ha. Dạ. Ừ. Bây giờ mẹ nữa. Chúng đi chơi vui vẻ nha. Đi Tết Trung Thu vui không? Vui. Vui hả? Vui nhiều như ít. Đây là khu vực gần chùa Tịnh Độ nha quý vị, đường Phan Bội Châu, thành phố Sa Đéc. Đây là cầu đình, cầu dầu chứ. Đó, nha quý vị. Thì cái view rất là đẹp. Nếu mà chào, cầu đèn đẹp quá.
mình đi Tết Trung Thu này vui không con? Vui hả? Đây, Tết Trung Thu nữa đây. Dạ. Mình này đi Tết Trung Thu vui không con? Dạ vui. Dạ. Mình ở phường mấy? Dạ phường Tân Quy Đông. Tân Quy Đông. Dạ còn mấy này bên phường mấy? Phường 1 nè. Rồi chúc hai cháu đi Tết Trung Thu vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Nữa vô kinh Quốc Thịnh Vlog á xem. Dạ. Mình ở xã nào mà đi lễ Tết Trung Thu vậy? Ở xã Tân Khánh Đông. Tân Khánh Đông là gần chợ ông Quế không? Đó là. Dạ. Yeah. Chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nha. Để vô kinh Quốc Thịnh Vlog xem. Dạ dạ. Quốc Thịnh đang đứng ngay cầu Dầu nha quý vị. Mình ở xã nào mà đi dự Tết Trung Thu này vậy cô? Dạ ở phường 1. Phường 1 á, thành phố Sa Đéc ha. Đúng rồi. Dạ, dạ. Xin chào. Chào. Ôi, đèn đẹp quá sao không đốt lên? Ta chưa mở đèn. Chưa mở đèn, mở đèn rồi lên coi review rồi cho nó đẹp coi. Ủa chứ quay video hả? Chứ video mà. Quay nào. Trời ơi đẹp quá, cái như cái đó là như một dạ cái này bên tài quý nó chặn con. Vậy sao mình ở phường mấy mà đi Tết Trung Thu ở đường Bông Bồ Châu thành phố Sa Đéc này con? Dạ phường 1. Phường 1 á. Chúc đi Tết Trung Thu vui vẻ nha. Dạ. Hai. Quốc Thịnh Vlog. Dạ. Cảm ơn nha. Con mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi. Vậy là học lớp mấy? Dạ lớp 3. Lớp 3 ha. Đèn đẹp quá nè. Bị tối quá đó. Cái nó phải mở lát rồi. Tự động mở lát rồi. Tối. Đèn nó thắt mắc cái đèn. Chúc đi chơi Tết Trung Thu vui vẻ nha. Hello. Mình ở xã nào mà đi? Dạ con ở xã Tân Phú Đông. Đi dự Tết Trung Thu năm 2023 này ha. Dạ dạ. Chúc đi chơi vui vẻ nha. Dạ dạ. Dạ. Nó vô kinh Quốc Thịnh Vlog xem nha. Dạ.
Để nhà hả? Mình ở xã nào mà đi Tết Trung Thu vậy con? Ở phường mấy? Mình ở phường mấy mà đi coi thả hoa đăng Tết Trung Thu rồi nè. Mình ở phường mấy? Dạ, đây là ở thành phố Sa Đéc. À. Dạ. Rồi đó, người ta có thả hoa đăng rồi đó. Những cái kỷ niệm mà mình muốn để lại một cái quê mình á, một cái ngày rằm hoặc là cái ngày mà đó, người ta thả hoa đăng này nha quý vị. À, lý do bà con hay tụ theo cái dòng sông Cái Sơn này, rạch Cái Sơn này là để thả hoa đăng. À, xem. Hello. Yeah. Đâu đèn đâu? Đèn Tết Trung Thu mà đèn đâu? Không có đèn. Không có đèn. Có đèn nhưng mà không có đèn. Nhiêu cây vậy bé? Dạ 10.000. 10.000 hả? Mình đến xã nào mà đi đi Tết Trung Thu nè con? Xã nào hả? Mình ở xã nào hả con? Ở xã nào hả con? Ở phường mấy? Ở xã Tân Bình. Dạ. Tân Bình nè. Tân Bình nha. Kem ngon không? Kem ngon không? Không chưa. Ăn thử coi con. Không? À. Quốc Thịnh về lóc nha. Ô, đẹp quá trời. Mình ở xã nào mà đi dự Tết Trung Thu ở gần đây. Ở đây gần đây à? Hello, đi Tết Trung Thu vui không? Chào, à, mình ở xã nào mà đi dự Tết Trung Thu ở thành phố Sa Đéc vậy em? An Nhơn. An Nhơn hả? An Nhơn Châu Thành Đồng Tháp ấy ha. Chào đi con. Hello. Chào mọi người. Chào mọi người. Cầm đèn lên, bấm đèn lên lên ơi. Đó. Chúng ta quay trực tiếp luôn đó. Nữa vô kênh Quốc Thịnh Vlog xem nha. Cái này là ai? Mẹ là người hàng xóm. Người hàng xóm hả? Là hàng xóm mà má mẹ của không cháu phải, này hả? Không phải hả? Bà mẹ đứng này nè. Vậy sao? Vậy sao? Đại gia đình đó. Đây. Đó. Bà xã. Chào. Chào chú. Chào chú đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này trai gái vậy sao, sao giống tôi quá vậy? Sao gái không hả? Ừ, gái sao mà có ghế nó nhậu với mình được. Dạ chứ ghế nó nhậu được. Chị đi mất tiêu rồi. Ơi đèn trung thu của mình đâu mà đây đèn đâu? Bỏ nhà hả? À, chúc đi Tết Trung Thu vui vẻ nha. Đèn đẹp quá, cho ông Thịnh quay chút coi. Trời ơi. Mình ở phường mấy mà đi Tết Trung Thu con? Phường Hòa. Đó. Mình ở phường mấy mà đi Tết Trung Thu ở đây?